Video game chỉ mang tính chất vui vẻ, không dành cho trẻ em chưa đủ nhận thức, xin đừng bắt chước và ảo tưởng game là ngoài đời thật. Không cổ xí cho bất kỳ hành động tiêu cực nào hay lại đi ngược với thần phong mỹ tục của Việt Nam. Mực ơi là mực, bơi chậm thôi. Trời ơi đừng có nhảy lên cát giùm tao cái mực ơi là mực. Tao đã đem cho mày về mấy người bạn cá chơi cùng rồi mà con mực này đúng rồi, cho thêm đây. Ôi, chú mực của mình thật là ngoan, cho mình thêm nhiều cái túi mực này nó. Các bạn thấy mình đem mình con mực dễ thương không? Con mực của mình sao nó cứ ngu các bạn ơi, nó cứ chạy lên trong cái đống cát này nè. Chị nào? Đúng rồi đó, nhìn thấy nó ngu thiệt luôn á. Từ từ, để tôi đẩy nó ra cái mắt công nó kẹt vô trong cát chết nữa nè. Ê, tự nhiên bộ dòm hết con nuôi rồi hả? Đi nuôi con mực này, mấy con này nó vô dụng muốn chết, có làm được gì đâu mà nuôi. Mày bao quá à, đây tôi nuôi con mực kệ tôi chứ sao tự nhiên mày nói vậy? Bình thường hiếp con gì đẹp mà không nuôi đi nuôi con mực, con này chỉ biết phun mực ra đem tôi thừa lùi rồi chạy trốn thôi à, nó chơi dơ chơi bẩn không à, nuôi làm vậy? Trời ơi, mực của tôi thích nuôi mày vô chi, đi ra tới giờ tôi cho nó ăn rồi. Nè nè, ăn đi mực. Đó, thuốc hồi máu này nè, cho con mực của tôi uống thuốc hồi máu là thuốc sạch nha mực. Đó, không nuôi mực cái gì kỳ mà nó thuốc không vậy? Cái gì? Làm gì nuôi mực mà bằng thuốc không vậy? Đâu, mực của tôi là mực xịn, tôi phải cho nó những cái thứ gì tốt đẹp nhất có thể, mày thấy không? Bây giờ con mực của tôi nó vừa khỏe mạnh mà nó vừa có nhiều máu nó quỳnh. Tôi phải cho nó uống thuốc hồi phục nữa nè. Thuốc hồi phục nè mực. Ăn đi mực. Đó. Trời ơi, bé mực của mình thật là ngoan, xinh xắn cái gì? Ông nuôi con mực để làm giống gì mà ông lại cưng chiều nó dữ vậy? Trời, mực tôi nuôi á là để lấy túi mực chứ làm gì? Hỏi gì cũng đi hỏi nữa. Lấy túi mực làm gì? Đi ra mực. Mấy con này mỗi con nó có được túi mực lấy chi vậy? Không, mực nào có một túi nha, chứ riêng mực của tôi một ngày nó cho tôi tới 8 túi mực của nó mèo. Trời, nếu mà muốn lấy túi mực nhiều thì đi ra ngoài sông nó hốt hết mực vàng là được rồi, chứ cần túi. Tôi bơi từ sáng tới trưa ngày hôm trước á, tôi mới bắt có một con mực cái mèo, mày nghĩ sao vậy? Mèo nhìn nè, nó phải là múc nó về được đâu. Tôi phải làm cái đường nước này dẫn về nè, mày thấy không? Ôi trời ơi, làm cho cực khổ vậy không biết. Thôi nè, có tôi có đem cái này qua cho ông nè. Đem cái gì? Đây, cầm lấy. Cái gì vậy? Trời ơi, cho bông hoa hồng bị khô héo gì cũng đi cho nữa. Điều này thể hiện tình bạn của tôi với ông tính là kết thúc rồi. Vậy con hồ ly hôm bữa mà tôi đi về đây. Vậy nói nữa, tôi đã xin lỗi mèo rồi mà mèo còn không chịu nữa. Mấy bạn thấy mèo khó tính này cái. Ê mất, đừng có nhảy lên bờ cát. Cái gì vậy? Bán cho bao người mua. Cái gì vậy? Làm cái gì vậy thôi? Em nuôi mực, hỏi hoài, bộ chị không thấy, em mới trả lời mèo hả? Ủa gì hả? Ừ. Ủa nó nghe nè, chị nhìn cứ giống ở cái khu du lịch sinh thái câu cá quá vậy, giải trí quá vậy. Giải trí cái con khỉ á chị Panda, nghĩ sao vậy? Cái hồ cá người ta nuôi ở nhà vậy mà chị nói em là câu cá giải trí. Chị mà có ngon đụng tới con cá nào lại bắn chị luôn á chị Panda. Vậy cái này á chị thấy thích hợp với lại á là ví dụ mình câu cá nè giờ bắn chị nè, giỡn mặt nè. Nghĩ sao cái chỗ người ta nuôi như vậy mà tự dám thả cái câu xuống câu hả? Chị nghĩ sao chị Panda? Dạ. Rồi chị xin lỗi cho nghe mẹ nó nghe nè, cái hồ này hình như chị thấy nó thiếu gì á. Thiếu gì hình vậy Minh Đạt? Cái nóc á chị cho cái. Ê! Trời ơi! Cái hồ này người ta nuôi cá bình thường, chị bỏ cái nóc có độc vô nữa chị Minh Đạt. Sao vậy? Ê, trời ơi! Bị cái nóc chết rồi nè. Lấy về. Múc về đi chị Minh Đạt, múc về. Cái nóc gì vậy? Múc về. Rồi xong con cá nóc cắn chị Panda luôn đó, thấy chưa? Cũng thả cái nóc xuống đây. Còn cái nóc khác đâu nè. Nữa, đi. Có cái áo đây hả ta? Nhắc cái ghế đây, để đây câu cá coi. Trời ơi là trời, cái sớm của mình. À, tức quá đi. Cái gì vậy? Con nhà của mình. Từ ơi, có mày đi ra cho khác, đi ra cho khác liền. Cái sao cái hồn? Trời ơi, cái sớm của mình nó bị cái gì vậy ta? Đi ra cho khác cái hồn này không phải dùng đi con cá, mọi người tránh ra đi. Đây là cái hồn của bé mực yêu quý của tôi. À, nói chung là nuôi con mực ở đây đó Poppy à. Hai hết chị đi nuôi mấy con mực. Ê, con mực nó trúng đầu vô trong đá kìa, xích chút nữa là xích nói à. Mực ơi, đi xuống nước đi mực ơi. Ôi, mực yêu quý của tôi. À, nó nghe nè, con mực này nó muốn làm khô mực á hết. Không, chị Panda. Mực quá. Mọi người tránh xa con mực của tôi ra đi. Mực ơi, xuống nước đi mực ơi. Muốn làm mực tươi nữa. Thấy chưa, nó đâu muốn tươi đâu, nó muốn đẹo bờ kìa đó. Không, con mực của tôi nó quậy lắm, nó dễ thương lắm. Mọi người đừng có nói nó vậy. Em muốn làm con mực một nắng á. Thôi mệt mọi người quá à. Mọi người đừng có phá con mực của em nha. Đừng có đụng con mực của em nha. Nhưng mà tôi hỏi ông nè, nuôi mực để làm cái giống gì? Nè, tôi nuôi mực nè, để tôi lấy túi mực nè hả mèo. À. Đó, tôi sẽ nhậm hết bầy cụ của tôi thành màu đen. À, rồi sau đó? Từ từ, đây tôi sẽ nhậm bầy cụ của tôi thành màu đen nè, nó từ từ nó tôi nói nè, nó nhậm hết màu đen luôn. Cụ nhiều màu không chịu đi nhậm cái cụ màu đen đi mất á. Mèo tào lao quá à, cụ người ta màu đen như vậy nè. Sau đó tôi mới dùng cái kéo cắt cái lông ra. Đó, mày thấy không? Thu hoạch hết lông đen. Rồi xong, thu hoạch hết luôn. Đó, để coi mày có lông xám nữa nè. Chó thì nên cắt lông nó luôn nè. Cắt lông. Tào lao quá chị Panda. Nè, sau đó tôi sẽ dùng cái len màu đen này nè mèo. Tôi đặt cái nhà tôi xây lại. Đó, tôi xây lại thành cái nhà màu đen, màu đỏ đen mèo ơi. Ủa chứ mắc gì cái nhà đỏ trắng thiệt đẹp, không để đi xây lại nhà màu đỏ đen trời. Đây, màu trắng, màu đỏ trắng kiểu này á, nhiều người bắt chước tôi xây rồi. Nên á, bây giờ á tôi làm cho mấy người đó chứ có chuyện làm xíu mèo rảnh bắt chước mà bây giờ á tôi cho mấy bạn đó rảnh xây lại thành màu đen mèo ơi. Trời ơi, nói với ông ấy mọi người.
lông trở lại nhanh quá vậy? Ủa sao nhanh chứ hả? Đã thiệt, tôi phải đi làm chuyện đây các bạn thấy không? Sáng sớm mình có việc làm, mẹ chị Panda cũng không bi là cái gì vậy? Hết đây. Chỉ là mình hoài ấy. Hết. Vậy tôi cũng đem con mực của ông về nhà tôi nuôi, đừng có sửa cái nhà tôi thành màu đen luôn. Hao, mèo, mực của tôi, đừng có phá con mực của tôi mèo ơi. Chị Panda, em nghĩ chị là con gái của chị Panda màu trắng đen á, chị lấy con mực này về chị nhuộm cái nhà chị lại thành màu trắng đen với chị Panda. Thôi chứ hết màu đen đâu, đừng ép chị. Đừng ai đụng cái con mực của tôi, mọi người tránh ra đi. Cho em mượn con mực đi, em cũng muốn về em nhổm cái nhà em nè. Thôi Mất Bi ơi, cái nhà em muốn mình làm bên kia là bữa nay em dọn qua đây đi à, cho em mượn con mực của Bi. Mất Bi nó màu đen cam kìa, cho nó xin miếng lòng lông đen đi. Chị thấy con mực này xấu quá, thì đừng nuôi nó hoài vậy hết. Trời nó xấu. Mấy bà này vô duyên vậy á. Chị công nhận chị vô duyên vậy chứ, người ta nuôi mình chỉ chi, thú người ta xấu. Sáng giờ mình qua mình xỉ, chị Bánh Đăng, sáng giờ mình qua mình xỉ vả con trời, con mực này nhiều rồi thôi, giờ mình về đi chứ mình đứng không hồi mày mang nghiệp chết chị Bánh ơi. Nghĩ sao có con mực mà cứ chê lên, chê xuống, chê tới, chê lui hoài. Trời ơi, thở thời nay ai đâu mà nuôi con mực nữa. Trời ơi, mày nói, giờ tao nuôi cắt té thật làm cái chê nuôi mực cái chuyện đó. Ôi mực ơi, mày có chạy vô đây. Trời ơi, đã nuôi con mực rồi, cái số này nó đen rồi, bị mọi người còn chê lên chê xuống nữa. Hơi buồn ghê á mực ơi. Thôi mà mực, mày cứ ở đây đi ha, để tao đi kiếm thêm mấy con cá khác về làm bạn với mày. Chứ để mày bị mọi người chê chắc mày cũng buồn lắm đúng không? Thôi bây giờ mình đi ra ngoài bờ hồ, mình đã kiếm thêm một mấy con cá nữa về đang làm bạn con mực của mình chứ. Đi câu cá mọi người ơi, đi câu cá mọi người, câu cá, câu cá. Chê con mực của mình buồn ghê luôn á. Trời ơi, hôm nay là cái gì mà cá nhiều dữ vậy? Đã thiệt. Ủa, Phúc Bỉ chỗ này nhiều cá. Lấy cái xô, lấy cái câu ra. Thằng cái ghế em ra, đặt ghế ra, ngồi xuống tắm lẹ lẹ. Bắt con cá, bắt con cá, bắt con cá, vô, bắt cá. Vô, bắt cá, em cá, bắt cá, bắt. Yeah, bắt được một xô cá rồi nè. Cái gì vậy mèo? Bắt cá vô, bắt vô, bắt vô, bắt Phúc Bỉ chỗ này nhiều cá. Hôm nay đem móc cho chị coi. Trời ơi là trời, cái chỗ tôi đi bắt cá. Bắt vô, bắt cá vô, lôi cá vô. Mọi người đừng có theo tôi nữa nha, để tôi bơi qua chỗ khác. Trời ơi, chỗ ở trên này cũng có nhiều cá nè. Mình phải lên trên này. Ủa, trên này cũng có nhiều cá nữa nè. Ủa vậy hả, chị Panda đem lên để bắt cá. Cái gì vậy chị Panda? Rồi chị lên trả đây qua chỗ này nha. Phong Bi, Phong Bi, chỗ đó, Phong Bi khoan, bắt được chị chưa? Em bắt được chị chưa? Đúng, rồi. Ông dính rồi, thấy anh dính. Chị Panda, chị giơ mặt ra chị bắt. Dính rồi nè, em đập chị, chị Panda. Nè, chị Panda, rồi, chị theo em, dính rồi, dính nè, đó, chị là con cá đó, chị Panda, rồi em xuống nước em đập con cá. Đứng lại, chị Panda, đứng lại, còn cá nè, chị dám em con cá nè, chị Panda. Thôi kể chị Panda đi mọi người, rồi cá lên rồi. Phong Bi, em làm cái gì? Trời ơi, nó xí em, nó bắt hết cá của mình rồi. Ha, đang bắt miếng cá mà. Trời ơi, em bắt cá cái gì, cá lên đây, có mấy con rồi em bắt hết rồi, còn đâu anh mà bắt nữa. Thôi, kệ. Để anh đập mấy con về anh ăn luôn cũng được nữa. Anh còn có 6 cái miếng thịt nè. Đập con cá nè. Để chị Panda bắt cũng vậy thôi, đập mày luôn nè con cá. Đập mày luôn nè. Rồi bắt hết rồi chị Panda. Rồi chị đi bắt cá của chị đi chị Panda. Bắt rồi, bắt xong rồi. Chị cũng đang bắt rồi nè. Nữa mèo, giỡn mặt cái gì vậy? Em bắt được cá mượn hết rồi chị Panda. Đứng lại, đứng lại nè. Mày dám bắt tôi nè. Đứng lại. Em đang lôi cá về đây chị Panda. Rồi lôi kìa. Trời ơi, trời. Đi nè cá ơi, cá ơi. Ê, cái sớm này ăn hiếp tôi quá mọi người. Nhưng mà không sao. Không. Dạ, mọi người muốn gì? Mọi người muốn gì? Đừng cho đi, đừng cho nó muốn đi. Ê, thả tôi ra. Thả tôi ra. Ai da, thả tôi ra. Ai kêu con người một chân hai chân chơi. Dính như động bằng tơ không? Phoebe nè. Chị Panda nè, mèo nè. Mèo, thả tôi ra. Chị bánh nè nè. Quýnh nè, chạy vòng tròn nè, dí bánh mèo nè. Rồi, tới chị Panda nè, chị Panda nè. Bỏ cuộc nè chị Panda. Thả anh ra mà đi. Thả anh ra. Mệt thì chứ nguyên cái sớm của mình quậy quá. Tôi quậy quá mọi người ơi. Tôi cũng mệt rồi, tôi giảm tuồng đây nha. Thôi, nãy giờ giỡn đủ rồi. Bây giờ mình vô mình thả cho con mực của mình có vài con cá nữa coi. Chứ để nó ở bên mình, tội nghiệp nó quá trời luôn. Nó chui xuống dưới luôn rồi kìa. Đúng là chị Panda, ôi trời ơi, mình lỡ thả nước kiểu gì vậy trời. Mình nên thả dưới này nè, múc lại trên này. Rồi xong. Rồi, vậy là được rồi. Thôi, nó, mày vui vẻ chứ mực, mày đừng có phá dưới đất nữa. Mày bơi lên bờ mà mày bơi đi mực ơi. Ê, mày đừng có lên bờ nhưng mày bơi dưới nước nha. Rồi để mình đặt lên cái lỗ này ra, có gì mình dẫn cá về. Chết. Hình như hồi nãy mình để máy tính trên đó mình chưa tắt. Để mình trèo lên mình tắt máy tính mới được. Ôi quên nữa, chơi game mà quên tắt máy tính trời. Mèo ơi, lấy đồ ăn mà sao lâu quá trời vậy, tôi đói quá trời chừng rồi nè mèo. Muốn có đồ ăn thì tôi phải chờ xíu chứ, làm gì hối dữ vậy. Nữa, nè, ăn đây hả? Tôi tưởng đâu hôm nay qua đây được ăn bánh kem chứ. Ăn bánh kem thì ông mập lắm rồi, tôi cho ông ăn thịt xong, ăn thịt trái táo này vô nữa. Trời, được ăn rồi. Cơm xong phải ăn trái cây vô
chơi nó mới ngon hiểu không? Rồi cảm ơn mèo nha, tôi ngon là mèo. Ê mà tôi nói nghe nè, sao ngày nào cũng qua nhà tôi ông ăn ké hết trơn vậy Hút? Ông không tự nấu đồ ăn hả Hút? Trời, tôi có tự nấu đồ ăn bao giờ đâu, tôi chỉ toàn đi săn rồi nướng lên ăn thôi chứ tôi không biết nấu gì đâu mèo. Ơi nói đi săn tôi mới nhớ. Hả? Ê, hồi sáng này tôi vừa mới đi săn gặp ông già mập lùn. Rồi sao nữa? Ông bán cho tôi cái này đã lắm nè. Cái gì? Ôi, cái gì vậy? Nhìn nè. Nguyên một cái cây kiếm hả? Ủa, cây giáo hả? Ủa, ông nói cái này là vũ khí gia truyền, còn nó đẹp đi ra đây ông ngồi bàn. Nè, cho tôi mượn đi, cho tôi mượn cái ông đó đi. Ông đẹp lên bàn, tôi cho ông coi nè. Đâu? Ta-da. Wow, đẹp thiệt, nhìn ngầu ghê ấy mèo. Ông nói cái gì mà cây giáo gia truyền nhà của ổng xài mấy trăm năm gì đó? Đây này có tên là chim tinh nè, chi tinh nè mèo. Cây giáo chi tinh, à, đẹp ghê nha mọi người. Tôi thấy đẹp tôi mới mua nhưng mà tôi hồi sức biết là không có xài được đâu, tại ông đó bán đồ giỡn. Tại để tôi coi coi bao nhiêu sức tấn công. Ồ, có 8 sức tấn công. Rồi mới nói là cũng đẹp cái này. Mua gì trăm ký nhìn nó ngầu ngầu cũng được ha. Đúng rồi. Mà thôi mọi người, tôi nghĩ là bây giờ tôi sẽ ngồi tôi coi TV xíu rồi. Giờ cũng khuya rồi, tôi muốn đi ngủ, ông về nhà ông đi. Về nhà hả? Trời đang mưa lớn quá chừng luôn mà mèo nghĩ sao mèo kêu tôi về vậy? Vừa trời mưa mà vừa có sấm sét nữa, tôi cũng không muốn về thế nào mèo. Vậy chừng nào tạnh mưa ông về nha, tôi đi ngủ trước à. Ok luôn mèo ơi. Mình nói vậy chứ mình đừng có về, nghĩ sao trời mưa thì kêu về trời. Mình ngồi đây mình coi TV xíu rồi mình ngủ luôn quá mọi người anh. Cũng buồn ngủ quá trời rồi thôi. Mình cứ ngủ luôn mới được. Bây giờ mấy giờ? Trời sáng rồi. Trời đất. Mèo. Gì vậy? Sao sáng? Mèo. Hello, xin chào. Tôi mới qua chơi. Sáng sớm qua nhà tôi chi vậy trời? Cái gì? Trời ơi, hôm qua mình ngủ tại nhà mèo một đêm luôn mà mèo không biết. Ê, vậy cho bé mực ăn thôi. Ủa? Cái gì kỳ vậy trời? Cá của mình còn có con vậy? Tại là nước ơi, con mực của tôi đâu rồi? Trời mới sáng sớm muốn mèo. Đi chào mà la úp sầm ra đất chưa ăn sáng. Chị Bình à, nó nghe ăn sáng chưa? Mèo thấy tôi ăn nổi không mèo? Mèo nhìn đi. Mẹ. Con mực của tôi đâu? Chưa ăn á thì ăn cái miếng thịt này vô đi. Cái cá gì đâu đó quá trời vậy? Chuyện gì? Mực của tôi mất tiêu rồi, tôi không muốn ăn nữa mèo. Tôi đang định về cho con mực của tôi ăn mà giờ mực của tôi đâu mất tiêu rồi. Ủa hôm qua trời mưa rồi nhiều khi nước nó lên chắc nó trôi ra ngoài biển phải rồi đó chứ còn gì? Trời, tôi quên nữa. Trời ơi luôn rồi xong luôn mèo, mày thấy cái gì không mèo? Sao? Hôm qua tôi đang định mở cái đường này ra, tôi dắt cá vô. Cái tôi nhớ là tôi phải chạy lên nhà tôi tắt máy tính, tôi quên lắp lại. Rồi đêm qua có bão nữa. Trời luôn, thì xong nước luôn. Nó lên, nó chảy ra ngoài sông. Nước lên rồi con mực nó bơi theo cái đường này, nó ra ngoài sông rồi mèo ơi. Rồi giờ tính sao mèo? Sao năng vậy thì trôi đi thôi chứ, mình nuôi cá thì nó lỡ trôi ráng chịu. Tôi không muốn mất con mực đâu, tôi còn chưa nhậm kẹp nữa. Tôi mới nhậm được có mấy cục len nữa, 17 cục len rồi giờ mất tiêu con mực rồi. Chị vậy? Chị Panda mất con mực rồi chị Panda ơi. Chị nói chị coi à. Cá mời quá trời. Nè chị nói tôi nghe, hồi tối này hén chị thấy con mực cưng đó, nó trôi từ đường này là nó trôi ra ngoài kia rồi. Rồi chị thấy là chị có bắt lại con mực giùm em không chị Minh Đa? Bắt chi, chị đâu có thích con mực nó đâu, sao không chết mà chị còn... Trời ơi. Cấp báo. Mọi người ơi, nghe cái tin này nè. Có tin cái con tỷ quái á. Có một con tỷ quái nó đang tấn công dân làng ở bên kia kìa. Trời, tỷ quái tấn công dân làng hả? Không hết mấy cái thiền của mấy ổng luôn. Có khi nào đó chính là con mực của tôi không mèo? Con mực của tôi. Con mực của anh nhỏ xíu mà tỷ quái cái gì? Đúng thôi chạy ra ngoài lẹ đi. Rồi, em thấy cái tua quá trời luôn á. Tôi phải chạy ra ngoài, tôi coi thử cái con mực của tôi có bị con tỷ quái tấn công không? Cái gì mà tỷ quái? Tỷ quái xúc tu hả? Rồi luôn. Ở đâu? Ở đâu? Ở đâu? Con mực của ông nó thành đồ ăn cho con nó rồi. Bên này hả? Tỷ quái tấn công làng mà sập thuyền hả? Mấy ông này đang bu vô nói chuyện gì dữ vậy? Trời ơi, tôi thấy con mực của ông là tích dữ nhiều rồi, đi làm đồ ăn cho con tỷ quái luôn. Trời ơi, con mực của tôi. Vậy thấy không? Mặt mày mấy ổng đang thui lùi hết rồi kìa. Có ai rình cô Lâm này giờ nó bể luôn nè. Ai rình cô Lâm cái hàng đó. Ê ông ơi, ông biết con mực của tôi đang ở đâu không? Ông hỏi con thị quái người ta còn biết, cái con mực của ông đại đạo muốn chết ai biết ở đâu mà nói. Ha, để tôi hỏi lại. Hết không? Ê mấy chú biết con thị quái ở đâu không mấy chú? Cái gì? Con thị quái ngoài biển hả? Ê mấy ông này nói con thị quái ngoài biển nào. Chứ không lẽ thị quái ở trên bờ xuôi dưới đất không rồi. Ai, bây giờ phải chạy ra biển coi thử nữa nè. Công nhận nó khổ ghê, con mực của tôi ấy, nó biết nó có trôi ra ngoài biển không nữa. Rồi tôi để tôi chạy ra liền. Mèo nhanh chân lên mèo ơi, chạy ra ngoài ngoài biển thôi, coi nè. Nó chạy bộ trên mặt nước. Rồi để tôi lấy thuyền luôn. Trời quên nữa. Mèo lên đi, tôi chở mèo đi chung nè mèo. Rồi. Đi nhanh lên. Ở bờ đây mà không có chờ thuyền. Ê, không cần phải ra ngoài biển đâu. Sao? Kìa, ở đó có một chiếc tàu của ngư dân kìa mèo. Bị bể rồi. Cái tàu đó bự ghê luôn ta. Lại coi thử mọi người. Ủa, cái tàu này bị bể á. Tại sao cái tàu này bị trôi vô đây vậy? Bị đứt tè le hết nè. Ôi con bi. Trời ơi. Cái tàu này nó chui ra nguyên một con. Con bi mà bơ. Con này giống như con mực vậy đó mèo. Cái này giống con ốc phượng hồn quá hả? Ôi con với con mực vậy nè. Mèo cẩn thận mèo ơi. Nhảy ra khỏi thuyền đi mèo, bơi vô bờ đi mèo. Tôi đang chạy đi trong bờ. Chạy vô bờ vậy đó. Tôi tấn công mèo kìa. Ôi ôi ôi. Ây da,
mật ơi. À, từ. Cái con quái vật này nó hung dữ quá, từ đâu xuất hiện? Ai? Nó nhảy lên nó tông chị Minh Đa. Mèo kìa. Mày dám hả? Dám tấn công mèo này? Nghĩ sao vậy? Tấn công bạn gái của ta hả? Dám tấn công bạn gái của ta hả? Ủa, nó hung dữ ghê. Con mực xanh kìa mọi người. Wow. Ây da, ây da, nó cắn tôi rồi. Ây da, nó cắn tôi rồi mọi người ơi. À. Trời ơi, nó bắt mất ba đi em luôn. Nó cắn tôi xong nó phun tôi ra mọi người. Mọi người, dùng vũ khí tấn công lên đi mọi người ơi. À đúng 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 rồi hả mọi người. Có nè 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 nè. Tôi có cái rìu nè, Poppy. Lấy cái rìu của anh nè. Lấy cái rìu của anh. Nó chạy kìa. À, dám tấn công mọi người hả? Được rồi, thì tới sớm rồi cũng còn hiệu quái đáng ghét kìa. Đáng ghét nè, nó còn hiệu quái là do dân làng thông báo. Ây da, nó cắn tôi rồi, nó ăn thịt tôi rồi mọi người ơi. Nó cắn xong vô họng thôi. À, nó chỉ ngậm vô. Ây da, ây da. Nó xay kìa. Nó tán tôi một cái là tôi xem vòng luôn á mèo. Lấy bà bồ, nó xay rất là đẹp luôn. Tôi thích con này lắm, đúng rồi. Thích cái con khỉ con xì. Tôi bị giả xay vòng luôn kìa. Thôi chị Minh Đa ơi, con mực nào vậy của em? Chị Minh Đa giỡn mặt với em, chị Minh Đa trong lúc dầu sôi giờ lửa bỏng chị cầm cái cần câu. Móc nó vô cho cưng nè. Móc móc cái con khỉ, mèo nữa, nhảy xuống phụ tôi với. Nè nè, tôi đang chèo thuyền đây, đừng đánh mặt. Thôi đưa tôi lại mọi người. Thôi lại. Ôi, trời ơi, em còn đặt tinh tinh dưới nước nữa Poppy. Tưởng không, đó là tinh kiếm không. Ủa, nó giả tôi xây vòng vòng luôn. Đáng ghét, đáng ghét nè, đáng ghét nè. Dám tấn công đến hút nè, dám tấn công đến hút. Ui da, mày quơ ta, né nè. Quơ dưới nước, né, né. Đúng rồi, tôi tăng phụ cho. Né, mày chạy đâu, chạy đi đâu hả? Tại ơi, con phải không? Ui da, nó ăn, nó ăn tôi. Nó gặm tôi rồi, bạn ơi. Nó quá mà khóc cho tôi nó kìa. Nó muốn gặp hết cái mặt bay lên trời đó. Nó phóng nó lên trời luôn. Dạ, 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 nó giả dạ, chúng ta kìa. Cố lên mọi người ơi, đánh nó đây. Mấy cái chắc đồ máy ghê luôn á. Bỏ đi, phụ anh với. Trời ơi, phụ anh với mọi người ơi. Sao nó bự mà nó sao nó lại gặm một mình tôi vậy vậy trời ơi trời. Nó cứ gặm ông hút vô không à. Sao nãy giờ đâu gặm ai mà toàn gặm mình tôi vậy ta. Thì bởi mới nói. Con này nó lạ thiệt, nghe tính ra con này dám gặm đến hút à. Ủa vậy nữa, nó gặm gì nữa. Ông làm gì bị nó cắn hoài vậy. Không biết, thì gì vậy, nó gặm xong rồi nó phun tôi ra. Con mực này công nhận nó lì thiệt luôn á mọi người. Sao mà nó bự mà sao tôi bắn hoài mà không trúng giúp ta. Giúp tôi chơi. Ê đừng có giả ta, con mực này đáng ghét quá. Hết ơi. Nắm con nó đi. Nắm lấy con gâu nó rị ra đi. Đúng rồi, nắm lấy con gâu nó nghị ra đi coi ta. Rị ra luôn nè. Ê da. Ui, nó giả cái là xoay vòng luôn. Làm đi mực nó đi, làm nó hành sushi đi mọi người. Làm nó hành sushi đi chứ mèo. Em lấy mấy con gâu của nó giải quyết. Chạy đâu mà con mực tính chuồn ra khỏi đây. Ui da. Nó quánh một cái là xoay vòng hết. Mọi người chạy đâu, đứng lại. Ê, nó xây kìa, trong trống vậy đó. Rồi nó mà xây là mình xây theo á mèo. Nó nhảy bự luôn. Nhảy rồi, nhảy. Dạ, dạ, đau quá, đau quá. Mọi người, mọi người đứng xa nó ra đi mọi người ơi. Không cần phải đứng. Tôi đặt nó sắp ngẩm đó. Ui. Nó xây nó né tên của tôi đéo hết rồi. Mà mỗi lần nó xây như vậy là nó quánh tôi xây vòng y chang nó đó mèo. Mày có thấy không mèo? Tôi thấy, tôi sắp hết tên của tôi. Dạ, để nghe. Ơi, đừng quạm ai vậy, đừng quạm ai, đừng quạm. Nó quạm tôi nè. Nó chuẩn bị bắt đầu rồi. Poppy, đuổi theo nó em ơi. Em đang đứng lên hết bắt. Con mực nè. Đây đây, tôi đang bắn nó nè mèo. Tôi thấy tôi bắn trúng cái miệng nó luôn. Nè nè, con mực nè. Ui, mẹ này bắn trúng Poppy luôn rồi. Tôi thấy tôi bắn trúng nó mà sao không bắn chặt gì đó mà đi ra. Mực, hả? Gấm đi mực ơi. Gấm đi. Mũi tên quá. Cố lên. Nó sắp gấm nó chìm ra. Ui da, ui da, ui da, ui da, ui da, ui da. Chạy, chạy. Nó bung chị Minh Đa ra, tôi thấy rõ ràng luôn mèo. Mày hả mực. Poppy ơi, chỉ cần TNT của em lúc này. Em cho TNT đi Poppy. Chọi TNT đó Poppy ơi. Em chọi TNT đó. Đâu? Ây da. Kìa. Thôi. Ôi. Ôi. Trời ơi. Cuối cùng con mực đó cũng đã ngẫm rồi. Mệt thiệt luôn á. Con này ở đâu? Mèo ơi. Hồi nãy Poppy chọi TNT là ngửa lên phun mực xanh cho luôn. Tiếu ghê á. Đúng rồi, em đứng trên bờ. Nó lia lẹ luôn á. Giỏi, đứng trên bờ. Lia lẹ TNT luôn. Mà tôi không hiểu nổi nha, tại sao mà con mực đó chỉ cắn mình tôi thôi, nó không cắn gì mà đai nó phi vậy trơn. Cũng đúng á, là nó có thù lâu năm với ông vậy hết. Làm gì nó ghét tôi lắm vậy ta. Nó phi luôn á. Ê khoan, khó chịu thiệt. Con mực của ông vừa mất thì sáng ra mà này có thủy quái hả? Ừ. Ê, trùng hợp mà. Hôm qua tôi thấy ông nuôi nó bằng nhiều loại thuốc lắm nha. Có khi nào con mực của ông nó bị nhiễm thuốc nó bự như vậy không ta? Ờ ha, cũng đúng ha. Mình nuôi nó bằng thuốc sức mạnh nè, thuốc hồi phục nè, thuốc tăng máu nữa. Đúng không rồi. Lẽ là mấy cái loại thuốc đó đã giúp con mực phát triển lên một tới cái kích thước không ngờ được luôn mèo. Thuốc đó xài vô mình là mình đã mạnh lên là đủ kiểu luôn. Vậy là nếu mà ông xài vô con mực nó hấp thu được ba cái thuốc đó được, nó bự lên to đùng rồi sao? Trời ơi, tôi thấy mẹ chị mình đa bay lên cùng một lượng luôn á, đừng có đồng thanh đồng lòng.
hợp như vậy. Nhưng mà có thể lắm mọi người ơi, mọi người comment phía dưới cho mình biết coi con mực của mình liệu có phải là con mực khổng lồ không nha mọi người. Ok, bây giờ thì bye bye mọi người nha, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Mình sẽ đi điều tra thêm những con mực này mới được. Hành trình đi tìm con mực của ông. Bye bye mọi người nha. Video game chỉ mang tính chất vui vẻ, không dành cho trẻ em chưa đủ nhận thức, xin đừng bắt chước vào ảo tưởng game là ngoài đời thật, không cổ xí cho bất kỳ hành động tiêu cực nào hay là đi ngược với hình phong mỹ tục của Việt Nam.